Quản lý danh mục đầu tư từ góc nhìn của nhà đầu tư vĩ đại, quản lý danh mục đầu tư trong chứng khoán là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo thành công cho nhà đầu tư. Theo mình, quản lý danh mục đầu tư rất giống một đội bóng ra sân có cả thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo, chọn cổ phiếu giống như chọn một cầu thủ. Điều gì xảy ra khi đội bóng có tới 11 tiền đạo? Quản lý danh mục là tạo ra một đội bóng hoàn hảo chứ không phải là tập hợp các ngôi sao đá ở cùng vị trí. Có sự khác biệt trong tính cách của những người chọn cổ phiếu giỏi, những người chọn thời điểm tốt và những người quản lý toàn bộ danh mục đầu tư. Các nhà phân tích thu thập thông tin và đưa ra ý tưởng mua hay không mua một cổ phiếu, những nó không nhất thiết là sự phù hợp cho toàn bộ danh mục. Adam Smith, những người được ủy thác hay quản lý quỹ nên nghĩ về sự an toàn của toàn bộ danh mục hơn là cổ phiếu riêng lẻ. Seth Klarman, tôi hiểu được rằng việc tìm kiếm những ý tưởng đầu tư tuyệt vời và quản lý danh mục đầu tư là hai kỹ năng khác nhau nhưng đều rất quan trọng. Kevin Win, thách thức của việc quản lý thành công một danh mục đầu tư vượt xa việc đưa ra một loạt các quyết định tốt cho các phi vụ riêng lẻ. Seth Klamen, xây dựng danh mục đầu tư quan trọng như kỹ năng lựa chọn cổ phiếu. Jan Ler, xây dựng danh mục đầu tư tài chính bao gồm cả sự khoa học và nghệ thuật. David Swenson, điều gì xảy ra nếu tất cả các quyết định bạn đều sai lầm? Bạn phải xây dựng một danh mục đầu tư vượt những thời điểm đó. Seth Klamen, việc không có khả năng tư duy về rủi ro đúng có thể không quan trọng đối với một nhà phân tích chúng tôi không yêu cầu sự đánh giá của họ về rủi ro chúng tôi yêu cầu họ phân tích cổ phiếu sự thật và ý kiến là người quản lý danh mục đầu tư người cuối cùng đánh giá mức rủi ro cho dù đó là sự tập trung quá mức sự thất bại trong việc đa dạng hóa hay thất bại trong việc phòng ngừa hoặc rủi ro từ việc không hiểu không nhận biết rủi ro không hiểu được điều đó bạn sẽ trả giá Seth Klamen xây dựng danh mục đầu tư nó không phải là khoa học đúng hơn là nghệ thuật vì nó liên quan nhiều đến việc phán đoán. Neil Woodford, mặc dù nhóm phân tích của chúng tôi dành phần lớn thời gian để phân tích cổ phiếu nhưng xác định tỷ lệ trong danh mục cũng cần thiết để tạo ra lợi nhuận. Gian lơ các quỹ thường không thắng lợi vì họ mắc phải hàng loạt những sai lầm cơ bản. Họ thất bại vì họ mua quá nhiều các công ty tương quan với nhau. Họ nắm quá nhiều ở một công ty giá hơi. Họ nắm quá nhiều những cổ phiếu không thanh khoản. Đây là giải thích để mang lại lợi nhuận cao thường thấy trong các thư của các người nhận ủy thác hay các quỹ. Đó chính xác là những gì chúng tôi muốn tránh. Curtis Mark trong hầu hết mọi thất bại thảm hại mà chúng tôi quan sát được thuộc vào năm yếu tố sau, một đòn 72 tập trung quá mức 3 tương quan quá mức 4 thiếu thanh khoản 5 thích giao dịch. J.K. Esten, khi tôi có 9 doanh nghiệp trong danh mục đầu tư, khi thêm danh mục thứ 10. Tôi rất cẩn thận đánh giá mối tương quan của doanh nghiệp thứ 10 với 9 doanh nghiệp còn lại. Monis Pabrai, quản lý danh mục thành công vượt qua việc lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ Michael Barry có nhiều công đoạn khi quản lý danh mục đầu tư hơn là lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ như theo dõi diễn biến tiến độ biết khi nào cần bán biết các phối hợp các cổ phiếu công việc mà nhà đầu tư bình thường không muốn bỏ thời gian nghiên cứu Rap Wenzel một nhà quản lý danh mục đầu tư phải hiểu rằng việc bảo vệ khỏi sự thua lỗ lớn không phải bằng việc tìm kiếm được cổ phiếu hoàn hảo tại mức giá hoàn hảo xây dựng một danh mục đầu tư sao cho nếu xảy ra bất cứ sự kiện bất ngờ nào, tôi không mất toàn bộ hay phần lớn tiền của mình và khách hàng. Để làm được điều này, tôi tính toán để giảm thiểu mối tương quan giữa giá trị thực của tất cả các cổ phiếu trong toàn bộ danh mục. Michael Barry hy vọng những chia sẻ của đầu tư là gì sẽ giúp các bạn giải quyết những thắc mắc về cách mua hoặc bán cổ phiếu trong thị trường chứng khoán Việt Nam. Để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn lựa chọn đầu tư là ở mỗi người nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai chúc các bạn thành công